Thưa quý vị, cùng trong sáng nay, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Và nghị quyết số 19 ngày 25 tháng 10 năm 2017 của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và 7 năm thực hiện nghị quyết số 39 ngày 17 tháng 4 năm 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, chủ trì hội nghị. Cùng dự có Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Qua thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đến nay tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tại Đà Nẵng được sắp xếp tinh gọn, nhất là giảm đầu mối bên trong, giảm số lượng cấp phó, tăng nhân lực lao động trực tiếp, hoàn thành vượt chỉ tiêu sắp xếp và tình trạng biên chế, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ hoạt động của các cơ quan đơn vị được kiện toàn, khắc phục tình trạng chồng chéo và giảm chi ngân sách. Việc thực hiện cơ chế tự chủ trong đơn vị sự nghiệp công lập được quan tâm và thực hiện quyết liệt Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước giảm nhanh trong giai đoạn 2017-2021. Thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế, chỉ đạo các cơ quan địa phương, đơn vị xây dựng và phê duyệt đề án vị trí việc làm để làm cơ sở tinh giản và phân bổ biên chế. Đồng thời ban hành nhiều chế độ chính sách cho cán bộ công chức có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc đảm bảo đúng đối tượng, quy trình, quy định, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng có nguyện vọng. Việc triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố được thực hiện một cách bài bản, đồng bộ, đúng quy định, trình tự theo quy định và hướng dẫn của Trung ương. Bước đầu đã thu được nhiều kết quả tích cực, phát huy tính chủ động, trách nhiệm, sáng tạo của Ủy ban nhân dân quận phường trong quá trình phục vụ người dân một cách tốt nhất, đáp ứng sự hài lòng của tổ chức cá nhân và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của quận Nói no Điền, góp phần vào sự phát triển của thành phố. Tuy nhiên hiện nay, việc thực hiện xã hội hóa lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công còn chậm. Cơ chế hợp tác công thư còn khó khăn trong triển khai thực hiện do chưa có cơ sở pháp lý. Việc xã hội hóa có phần mở rộng nguồn cung ứng các dịch vụ, đa dạng hóa loại hình và tăng chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, với mức giá dịch vụ cao trong khi mức thu nhập của người dân còn thấp so với các thành phố lớn và ảnh hưởng của dịch COVID-19, thì số lượng người dân có điều kiện tiếp cận dịch vụ thấp.